Trending video. สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรจ้าเนี่ยยาวเอ็มชื่อหนอนค่ะยาเส้นยาวอายุเท่าไหร่เอ็มเตินยี25เอ็มเตินหนอนน่ารักบางยี่ตุ๋ย rồiNón cho chín sữa 25 dễ thương đó. Ở ngoài em còn đẹp hơn trong hình nữa. Nào, cùng đi thôi. Dừng. Lần sau có việc gì thì cứ gọi cho anh. Phần của em đây. Cảm ơn.Em không muốn làm nhiều hơn sao? Anh sẽ thưởng đặc biệt riêng cho em. Không sao đâu. Bỏ tôi ra. Một chút thôi mà. Tôi nói bỏ tôi ra. Bỏ ra.Đừng làm vậy mà. Bỏ ra. Bỏ tôi ra. Cô ấy nói bỏ ra. Không nghe thấy à? Nè, cậu làm gì vậy hả? Cô ấy không thích. Sao cố ép cô ấy làm gì? Liên quan gì tới cậu? Tôi là người trả tiền kia mà. Có sao không nổi? Vệ sĩ đâu hết rồi? Vệ sĩ. Bỏ ra. Tống nó ra ngoài điMất hết cả hứng. Sao lại để loại đó vào đây chứ? Cảm ơn vì đã đưa Nõn về. Không có gì. Nõn vẫn nói với người yêu là Nõn làm việc ở showroom sao? Dừng.Anh không đồng tình chút nào. Khi Nõn phải nghỉ việc, lại còn bị mẹ người yêu gây sức ép tới mức phải làm những công việc như vậy. Nếu lúc nãy anh không tình cờ gặp, không biết chuyện sẽ ra sao. Nõn. Nè.Nõn à, anh xin lỗi. Anh không cố ý. Chỉ là anh quá lo lắng cho Nõn mà thôi. Anh xin lỗi, đừng giận anh nha. Cảm ơn vì đã đưa Nõn về. Nhưng Nõn nghĩ mình đừng nên gặp nhau nữa. Được được, nhưng mà Nõn đừng giận anh. Anh thật sự không cố ý đâu. Kem. Đủ rồi. Anh là ai? Sao lại hôn má người yêu tôi? Anh ta là ai?Tại sao lại đi chung với anh ta? Anh ấy là bạn đồng nghiệp của chị. Hôm nay bạn chị tổ chức sinh nhật. Việc lúc nãy Kim nhìn thấy không phải là anh ấy cố ý đâu. Là do anh ấy hơi say mà thôi. Không có gì hết. Say à? Đã biết say, tại sao còn để anh ta đưa về? Nó không bắt được taxi nên tôi đưa cô ấy về. Tôi xin lỗi. Đừng để tôi thấy anh lại gần người yêu tôi lần nữa. Đi đi.Có thật là chị không có gì với anh ta hay không? Không có thật mà Kem. Chị chỉ có mình Kem mà thôi. Kem phải tin chị chứ. Nha.
Kem. Kem. Tiền học phí chị đã chuyển cho Kem rồi. Cảm ơn. Vậy chị đi trước nha. Kem. Đợi một lát. Tối qua có chuyện gì hả con? Tối qua mẹ thấy hai đứa cãi nhau trước nhà. Nè, bọn con không thắc mắc là cô ấy lấy đâu ra tiền trả học phí cho con. Nếu cô ấy làm nhân viên bán xe sao? Mẹ nghĩ cô ấy bán cái khác thì đúng hơn. Nên đêm hôm khuya khoắt còn có đàn ông chở về tận nhà. Mẹ nể mặt cô ấy nên mới nói chuyện riêng với con. Còn những việc cô ấy làm sau lưng mình, cô ấy có nể mặt con, nể mặt mẹ không? Hả? Con suy nghĩ cho kỹ đi. Con vẫn muốn sống cùng cô gái như vậy hay sao? Em à, chị tới dự đám cưới. Không biết phòng này ở đâu vậy? Chị cứ đi thẳng, rẽ phải rồi rẽ trái là gặp ngay phòng này. Cảm ơn em. Vâng, rẽ trái rồi rẽ phải. Đúng vậy. Rẽ phải, rẽ phải sau đó rẽ trái, rồi rẽ trái phải không? Vâng. Dân chị, Đón đã tới khách sạn rồi. Nhưng mà chị à, lần tới Đón xin từ chối dùng cơm ở phòng riêng như vậy. Dù chỉ là ăn tối thôi, nhưng cũng không đáng tin cậy đâu. Nếu Đón cảm thấy không ổn thì Đón xin phép hủy hẹn nha. Dân, cảm ơn chị. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào ngài. Ngài đợi có lâu không? Tôi còn tưởng cô trốn mẹ cô đi đâu. Ra là cũng lén lút nhận làm mấy việc này. Nè, tôi đã trả một nửa tiền rồi. Với lại chỉ ngồi ăn tối ở đây mà thôi. Chắc không sao đâu hả? Được thôi. Tôi nhận công việc này vì bản thân tôi cũng có giới hạn của mình. Việc ông coi thường tôi vì tôi làm việc này không giống như ông nghĩ đâu. Nè, sao phải khiến bầu không khí căng thẳng để làm gì chứ? Hả? Mất công thức ăn mất ngon. Thôi, ăn đi. Không cần phải ra ngoài, cứ đợi ở đây. Ủa, không ăn hay sao? Sao vậy?
Sợ tôi chút thuốc mê cô sao? Công việc của tôi chỉ là ngồi ăn cơm cùng khách. Nếu khách lịch sự, nói chuyện vui vẻ, tôi sẽ phục vụ tốt hơn. Phần còn lại không cần chuyển đâu. Tôi xin phép không nhận. Nếu như ông no rồi thì tôi xin phép. Nè, cô biết gì không? Nếu cô đơn giản quá mọi việc thì tôi nghĩ cô sẽ có một cuộc sống vô cùng sung sướng. Chừng nào cô suy nghĩ thông suốt và muốn quay lại để phục vụ tôi một cách tận tình thì tôi luôn sẵn lòng. Vì tôi nghĩ thông suốt cho nên tôi mới không làm. Kem. Tôi đã nói với cậu rồi, cô ta không khờ tới mức chọn một thằng nhóc vô dụng như cậu đâu. Sao chị nói chị làm nhân viên bán xe, giờ lại ở đây bán thân là sao? Kim, chị không bán thân. Không phải chị bán thân đâu Kim. Chia tay đi, đừng tìm tôi nữa. Tôi ghét loại phụ nữ như vậy. Kim, Kim, nghe chị giải thích đã. Nghe chị giải thích đã Kim. Không phải như Kim nghĩ đâu. Tôi thấy chị bước ra khỏi phòng cùng đàn ông như vậy, chị muốn tôi nghĩ sao? Lẽ ra từ đầu tôi nên tin lời mẹ. Mẹ nói hoàn toàn đúng. Nếu Kim không nghe chị giải thích thì cứ về nói lại với mẹ đi. Đi đi. Được, tôi sẽ đi. Làm gì có ai muốn quen loại phụ nữ như chị. Số tiền mà chị bán thân để nuôi tôi, cầm lấy đi. Tôi không cần. Kem, 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 Kem đừng bỏ đi mà. Kem nói là Kem yêu chị, không phải sao? Buông ra, Kem đừng đi mà. Kem, buông ra. Kem, Kem.